Hi, xin chào anh em, mình là Liêm Râu nha. Chào mừng anh em quay trở lại vlog của mình. Thì sau khi bữa hổm mà Liêm up cái clip mà số lượng bao bao khủng sản xuất được trong nhà, thì có gì rất nhiều anh em hỏi Liêm là cách sản xuất. Tại vì không biết anh em đó có coi những cái video clip trước không, nhưng mà thôi Liêm cũng làm lại cái video clip. Thì cái video clip này Liêm sẽ chỉ từ đầu đến cuối luôn. Đó là cái hồ chuẩn bị setup nè anh em thấy không? Đó, đó than đá nè. Đó, rồi mình chỉ đổ nước vô đây thôi, nước máy, nước sông, nước gì cũng được. Đó, một cái bồn như vậy. Rồi Liêm sử dụng cái gói vi sinh xiêm bạc này nè. Đó. Tại vì cái yếu tố làm trong nhà đó nó khác cái yếu tố ngoài trời nha anh em. Thì cái yếu tố mà để thành công được trong nhà là anh em phải xử lý nước được. Tại vì anh em cho ăn chứ ở ngoài không như ngoài trời. Ở ngoài trời là anh em sử dụng cái vi sinh tự nhiên, vi sinh quang hợp. Đó, để nghĩa là anh em để nó tự hình thành và nó lên tảo, từ đó nó hình thành bo. Còn ở trong nhà thì nó khác, trong nhà thì anh em phải tạo một cái nguồn thức ăn bằng cách là anh em cho ăn hàng ngày, nên cái lượng thức ăn dư thừa và cái giáp sát của con bo trưởng thành á, nó rất dễ làm ô nhiễm nước nha anh em. Vì vậy anh em phải sử dụng vi sinh này thì nước nó không bị thối mà không bị sụp được. Đó thì sau khi anh em setup một cái hồ như thế này, anh em ngâm chừng 2-3 ngày để cho vi sinh nó xử lý hết nước. Thì tất nhiên anh em phải đổ nước gần như là full. Rồi anh em thả con giống vào. Đó, rồi để Liêm chút nữa Liêm sẽ chèn một cái clip vào cái video clip này luôn, tại vì cái clip bữa hổm là Liêm đăng trên trang cá nhân á, nên không có đăng lên YouTube để cho anh em biết làm. Đó thì nó dễ lắm, nó đơn giản thôi, tạo vật liệu đáy để cho vi sinh nó sống được và nó xử lý những cái cặn bã thức ăn thừa rơi xuống nước. Đó. Còn cái hồ bên kia là hồ thành phẩm bữa hổm là đó, Liêm đã quay. Thì sẵn hôm nay Liêm giới thiệu cho anh em một cái mô hình luôn. Đó, chồng mình vừa nuôi cá mà mình vừa trồng được rau xanh trong nhà. Thì anh em có thể nhiều anh em thích trồng hoa lan. Nhưng mà khoai lang thì nó gần như là nó, nếu mà nó lên cái đọt như vậy á, anh em cắt anh em ăn á thì nó mất thẩm mỹ hơn là rau muống. Với lại trồng vài bữa là cái củ khoai lang nó mục à. Còn rau muống thì anh em có thể là trồng và anh em cắt ngọn thì nó sẽ trẻ ngọn ra đó. Cái này Liêm thả mới được khoảng ngày hôm nay là ngày thứ tư thứ năm gì đó. Đó là nó nhú đọt hết rồi. Đó. Anh em thấy không? Rong bèo sống trong nhà rất là tốt. Thì khi mà anh em tạo được một cái môi trường gần giống tự nhiên như thế này nè, mà nếu mà anh em xài luôn cả cái vi sinh á, tại vì Liêm nhắc đi nhắc lại vi sinh nhiều rồi, tại vì cái mô hình của Liêm thành công là nhờ vi sinh nha anh em, chứ không phải buôn bán gì. Đó thì anh em khi mà anh em sử dụng mà vi sinh á để xử lý á, thì cái tầng đáy của anh em khó mà bị ô nhiễm lắm, nghĩa là anh em không phải thường xuyên thay nước. Còn nếu mà anh em không có điều kiện để áp dụng vi sinh á, anh em xài cái mô hình này thì cứ khoảng một tuần anh em hút đáy một lần là anh em cho lượng nước mới vào. Tránh hút quá nhiều nha anh em, khoảng 30% là đẹp, thì lúc đó cái lượng nước cũ và cái lượng nước mới nó không có gây sốc pH và sốc TDS cho con cá. Đó, tại vì nhiều anh em không hiểu, nhiều anh em nói là nước dơ con cá nó chết, hoặc là mình nói chung là do cái sốc gọi là cái nồng độ pH của cái vùng của mình nó nuôi con cá này không thích hợp. Thì không phải đâu nha anh em, cái con cá beta này nói riêng á thì nó chịu được cái độ pH, cái thang pH của nó hoạt động rất là rộng, nó có thể chạy pH từ 2 chấm mấy cho đến 8 chấm nó vẫn sống được. Nhưng mà với điều kiện là pH nó phải ổn định thôi, nó không có được mà thay đổi liên tục. Có nghĩa là thí dụ như anh em mua cái con cá đó ở cái chỗ mà người ta sử dụng nước sông, mà anh em đem về đây anh em sử dụng nước máy thì nó rất là dễ bị sốc pH con cá. Khi anh em bỏ vô thì nó không có phát hiện liền đâu, anh em không có thấy liền đâu. Nhưng mà con cá nó sẽ yếu dần, nó túm đuôi và nó sẽ bung nấm ra và nó chết. Đó là hiện tượng thường gặp của một con cá beta bị sốc pH. Chứ không phải là nấm là do nước dơ hay là do cái gì đâu nha anh em. Liêm đã nói rồi, nấm nó tồn tại chỗ lúc nào trong người beta nó cũng có cái khuẩn nấm hết, nhưng mà nó để con cá yếu ra là nó sẽ phát ra. Cái kiểu mà nó kết hợp với lại cái dịch của con cá nó tạo nên cái hiện tượng anh em nhìn nấm, chứ không phải đó là cái bào tử mà nó to đến như vậy đâu nha anh em. Thì khi mà con cá nó bị nhiễm khuẩn nấm, nó yếu, nó mất sức đề kháng, nó nhiễm khuẩn nấm thì nó sẽ tiết ra cái chất nhờn và nó tạo nên cái mình con cá những cái đốm đốm đó. Thì anh em tưởng đó là những cái khuẩn nấm nó to như vậy, nhưng mà đó không phải. Cái đó là để mình dấu hiệu mình nhận biết con cá mình bị nấm thôi. Đó, thì khi mà anh em tạo được cái một môi trường như thế này thì gần như là nó rất là khỏe cho con cá. Vì rễ cây rau muống nó là rễ bó, nói chung là nó hút nước rất là tốt. Nếu anh em kết hợp rong bèo nè, than đá, vật liệu đáy và vi sinh thì gần như là cái môi trường anh em nước cũng rất là đẹp. Thì hai cái hồ này Liêm không phải nuôi beta, Liêm nuôi la hán nên Liêm sủi oxy rất là mạnh. Còn nếu anh em nuôi beta thì anh em sủi lăng tăng thôi, để cho nó đánh tan cái màng ở trên thôi, nó tạo thêm cái nguồn oxy xuống cho cá. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là nó không có bị động con cá. Nếu anh em sủi oxy như thế này thì con cá beta nó sẽ không thích đâu nha anh em.
Thì hai cái hồ này là hồ cá lai háng bột nên nó thích cái kiểu mà mình sử oxy mạnh, tại vì nó xài oxy hòa tan chứ nó không có như beta của mình là thở được hai cách. Vì khi anh em làm được một cái mô hình như thế này trong nhà thì anh em rất thích thú cái chỗ là cái mảng xanh, và cái thứ hai là buồn buồn mà thí dụ như mà muốn nấu mì gói cái anh em cái lại ngắt nó mấy đọt vậy nè, đó thì anh em nấu rất là ngon và rất là sạch sẽ nha. Đó thì thí dụ như là anh em nào mà nhà mà ban công á mà muốn làm cái mô hình này á thì anh em thấy cũng rất là dễ, nó lợi hơn cái là nó không cần tốn đèn, còn nếu anh em làm trong nhà thì anh em tốn đèn thôi. Thì sẵn đây Liêm nói một lần luôn, hay mốt anh em cũng hạn chế hỏi nha, tại vì ai mà Liêm cũng trả lời một câu hỏi hoài thì cũng mệt, mà không trả lời thì mất lịch sự. Là cái đèn này nè, đèn này mà để cho rau sống được và rong bèo sống được á thì nó là đèn thủy sinh. Thì anh em chỉ cần ra tiệm hoặc ra bán cái chỗ bán chip led thủy sinh, anh em nói bán chip 5730 thì cái chip đó là nó cái độ sáng nó nằm khoảng 6000 mấy á. Đó, 6000 mấy 7000 gì Liêm cũng nhớ đó, thì nó sẽ cho cái bèo rong bèo này sống được. Thì tại vì cái quy tắc mà rong bèo muốn sống được á là cái độ ca của nó, ánh sáng nó tính độ ca nằm trong cái mức khoảng 6500 cho đến 10000 là cây nó sẽ quang hợp và nó sống được. Đó, cây thủy sinh thủy canh. Thì tất nhiên cái này, cái đèn này nó không chuyên dụng cho thủy canh nên sẽ nó không ra được cái màu sắc cũng như là cái độ phát triển tốt như là những cái bóng đèn dành riêng cho thủy canh, nhưng mà nó là sẽ dẫn để sinh sản và phát triển bình thường được nha anh em. Nó không tốt bằng thôi chứ không phải là nó không được đó, nên anh em thấy em rau muống mà còn lên được thì nói chỉ tới rong bèo đó. Thì cái này là nó tạo một cái môi trường y như ngoài tự nhiên cho con cá luôn đó, rong bèo ở dưới thì có vi sinh. Còn Liêm khuyến khích anh em là nếu mà anh em sử dụng vi khuẩn BSB hoặc là những cái khuẩn quang hợp khác thì anh em không có được nuôi được cái bo bo dưa Liêm đâu, tại vì cái khuẩn đó là khuẩn quang hợp thì nó cần ánh sáng. Nếu anh em muốn nuôi được cái khuẩn đó bằng bo bo thì anh em phải đánh đèn luôn nha, đánh đèn y như là trồng cây vậy luôn. Còn hai cái hộ kia Liêm xài vi sinh của Liêm nó không phải chủng quang hợp nên nó không cần đánh đèn thì nó vẫn sống và xử lý nước được đó. Thì anh em nhớ cho hai cái yếu tố cái thôi. Nếu mà anh em nuôi bo bo ở ngoài trời, anh em muốn thành công thì anh em phải tạo được tảo, và đặc biệt cái mùa mưa này nè, lượng nắng ít thì anh em biết khi mà nắng ít thì sẽ tảo nó sẽ không hình thành, thì rất là dễ bị sụp bo bo. Thì hầu như là những anh em nào mà làm bo bo tự nhiên ngoài trời á, thì những cái mùa này sẽ rất là khổ. Còn đặc điểm của trong nhà là nó không phụ thuộc vào ánh nắng tự nhiên, nhưng mà bù lại một cái là anh em sẽ tốn tiền vi sinh và tốn tiền cho ăn. Tại vì nói chung là khi anh em nuôi trong nhà vậy nè, cái lợi nhuận mà anh em tạo ra được con bo bo nó không có nhiều đâu, thì nó chỉ thay thế thí dụ như anh em mua tảo anh em cho cá con ăn thì nó không tốt bằng anh em lấy tảo anh em để nuôi bo bo và lấy bo bo đó cho cá ăn thì nó sẽ tốt hơn thôi. Chứ còn nói về lợi nhuận kinh tế thì nó không nhiều, tại vì anh em biết cái tảo này á, nếu mà mua trên mạng á thì nó là tới mấy trăm ngàn cho 2000 viên lận, nó thì nó cũng giá thành nó cũng không có rẻ đó. Thì nhưng mà nó lợi một cái là khi mình nuôi con bo bo thì mình cho ăn cá, cá nó mau vọt hơn, nó là vậy thôi. Còn nếu thay vì đó anh em cho ăn những cái thức ăn khác thì nó không có vọt bằng. Thì Liêm đã nuôi rất là nhiều thức ăn rồi, cám có, atimia có, bo bo có, nhưng thực sự bo bo là Liêm thấy là cá nó vọt nhất. Tại vì con bo bo nó tuy kích cỡ nó lớn nhưng mà con bo bo nó có cái lợi thế là nó sống trong nước ngọt được lâu nè, nó không như atimia. Atimia sống chỉ vài tiếng thôi, atimia nước mặn á, thì khi trong quá trình nó sống và sinh sản nó sẽ đẻ ra con bo bo con. Thì con bo bo con đó là cái nguồn thức ăn phải nói là thích hợp nhất cho con cá của mình, nó rất là nhỏ và nó chủ động nó bơi, nó không có như là atimia nó bị thụ động ở một chỗ. Nó atimia nó là loài động vật gần như là ưa sáng á, anh em thấy cái chỗ nào sáng là nó bu lại à, mà con cá con thì nó hoạt động rất là ít nên những nói chung là đấy, nó khó bắt được cái con atimia hơn là con bo bo. Thì khi Liêm so sánh nè, nếu mà anh em nuôi atimia thì anh em nuôi trong chỗ nhỏ thôi, để con cá nó thực sự hơi lớn chút xíu, nhóm nó xíu rồi anh em hãy bỏ vào hồ to. Còn ví dụ như Liêm là cá bơi ngang là Liêm cho vào những cái hồ như thế này liền đó, ở 2-3 bầy gì Liêm cho vào một cái hồ như vậy. Thì lúc mà Liêm cho ăn á thì nó con bo bo nó sẽ bơi tung tăng, nó chạy khắp hồ, thì con cá con khả năng nó bắt sẽ rất là cao đó. Thì đó là cái yếu tố tốt hơn giữa atimia và bo bo. Với lại anh em phải nhớ một điều tốt nhất là bo bo nó sống trong môi trường nước ngọt được rất là lâu, nó gần như là có thể sinh sản được nếu như môi trường thuận lợi và con cá không ăn nó thì nó sẽ sinh sản luôn đó. Thì đó là cái lợi của bo bo, nên việc sản xuất bo bo là cái việc mà gần như anh em thấy, nếu anh em theo dõi những cái trại bên Thái Lan hoặc Indo á, là gần như là thức ăn chính của họ, việc chủ đạo vẫn là bo bo. Khi cá lớn thì họ sẽ chuyển sang bo bo trộn với một số loại thức ăn. Nhiều anh em nó nghĩ là thuốc nhưng mà không phải thuốc đâu, họ trộn với cám á, cám nè, đôi khi là hộp bo bo nè, để tăng cường cái lượng xơ cho con cá. Tại vì cái đặc tính của con cá này là nó ăn mồi sống không mà, nên nó bao giờ nó cũng thiếu những cái chất xơ và chất gọi là như là thực vật á.
thì nhiều người họ sẽ bỏ vào. Thí dụ như Liêm ở đây, Liêm nuôi cá la hán á, thì Liêm cũng sẽ bỏ một cái lượng thức ăn cám mà nó có tổng hợp những cái vitamin vào. Tại vì cái loài cá của mình á, nó không có tự tổng hợp vitamin được. Anh em muốn cung cấp vitamin nó để nó tăng cường sức đề kháng á, để nó khó cái bị nhiều thứ bệnh á, thì anh em phải bổ sung vitamin cho nó. Bổ sung vitamin bằng cách nào? Một là anh em trộn thức ăn với vitamin đó, rồi anh em trộn với nước đó, rồi anh em phơi khô. Còn hai là anh em phải mua những cái thức ăn có thành phần vitamin để anh em bổ sung vào cho nó. Thì đó là trong cám nó cứ ghi trên bao bì, thì anh em để ý cái khoản này. Đó là yếu tố mà giúp cho con cá anh em nó khỏe hơn những cái con cá mà chỉ ăn mồi sống. Tất nhiên là ăn mồi sống là con cá nó sẽ lên màu và sẽ vọt rất là nhanh. Nhưng mà khi mà ăn một cái mồi sống quá lâu thì nó dễ bị tích tụ khuẩn đường ruột và nó dễ bị bệnh lắm nha anh em. Đó, dù bất cứ là loại cá nào, anh em cũng phải nên xen kẽ cho ăn thức ăn tổng hợp và thức ăn tươi sống. Thì hai cái đó khi mà kết hợp á, nó sẽ làm cho con cá anh em có một sức đề kháng rất là tốt. Thì khi mà anh em sản xuất được con cá được vậy á, anh em nuôi anh em cũng vui, mà anh em bán cho người ta thì sức đề kháng nó tốt, thì người ta về nhà người ta nuôi khỏe mạnh, người ta cũng thích. Thì cái đó là gọi là tuy mình bỏ ra thêm một cái chi phí nó không có đáng kể lắm đâu anh em. Nếu mà cám thì nó không có đáng bao nhiêu đâu. Ví dụ như cám của Liêm xài thì có 100.000 ký à, mà một ký mà nếu Liêm nói thiệt cho 4 hồ lớn 200 lít này đi, một ký ăn cũng cỡ hơn tháng á. Đó thì anh em tính đi, nó rất là lợi nhuận. Chứ nhưng mà con cá mình nó rất là khỏe, mình sẽ được cái tiếng nữa. Còn nếu mà anh em chơi cá thì anh em cũng sẽ không có bị cái trường hợp bị bệnh hoài. Và nếu mà kết hợp với vi sinh sim bạc này thì anh em gần như là anh em không có bị những cái bệnh mà con cá beta thường gặp. Nếu anh em không tin thì anh em cứ qua bên shop của Liêm coi, thì kiếm được một hồ cá bệnh nào Liêm thu gì cũng thua. Tại vì khi mà Liêm xài cái vi sinh sim bạc này nè, nó hoạt động rất là hay anh em. Tại vì cái chủng Bacillus anh em thấy không, nó trên đây nè, có để cái chủng nè đó, Bacillus. Nó có ba chủng này. Thì cái đặc biệt của chủng cái con Bacillus này á, nó trong quá trình nó hoạt động á, nó sẽ sinh ra kháng sinh. Và cái kháng sinh này nó chỉ cho phép những cái con khuẩn thuộc chủng Bacillus tồn tại được trong đó. Thì những cái con khuẩn khác như là khuẩn nấm nè, nói chung là bị tất cả các loại bệnh mà có thể xảy ra trên con guppy và bảy màu thường gặp á, nó sẽ không sống được trong cái môi trường khi con Bacillus này nó đã phát triển mạnh. Đó thì cá của anh em rất là khó bệnh nha anh em. Đó, chỉ có ký sinh trùng thôi nha. Cái đó thì Liêm không bảo đảm. Ký sinh trùng nó hay nhiễm bởi cái đường thức ăn, mà đặc biệt là đối với những anh em và cho ăn trùng chỉ á. Đó thì Liêm thấy giờ dẫn cái bệnh những cái bệnh đó. Còn Liêm ví dụ như cá lớn này, Liêm không cho ăn cám thì Liêm sẽ cho ăn trùng huyết, hoặc là Atime lớn á, Atime sinh khối đông lạnh, trùng huyết đông lạnh, hoặc là Liêm sẽ cho ăn cám. Nếu mà lâu lâu mà bữa nào sen mà thức ăn la hán còn dư á, Liêm sẽ cho ăn tôm sen nhuyễn, thì nó bổ sung tốt cái đầy đủ khoáng chất cho con cá của mình, nó làm cho con cá mình rất là khỏe. Đó. Thì cái video clip hôm nay để Liêm chia sẻ với anh em á, là cách sản xuất bo trong nhà cực kỳ đơn giản nhưng mà không thể thiếu đó vi sinh. Nhớ là vi sinh, không được là vi sinh quang hợp. Tại vì nếu vi sinh quang hợp anh em phải tốn tiền đánh đèn nữa, mua thêm cái đèn nữa, thôi để cha ra tiền nó mua bo cho rồi. Rồi và cái thứ hai là cái mô hình có thể mình trồng rau trong nhà dựa trên cái đèn thủy sinh. Có thể điều này đối với anh em chơi thủy sinh là một điều rất là đơn giản, nhưng mà đối với anh em chơi cá thì nhiều người sẽ không biết cái vấn đề này. Thì Liêm do Liêm chơi nhiều môn thì Liêm sẽ gọi là chia sẻ kiến thức của Liêm học hỏi được ở nhiều môn để túp gọi là mình gom lại một cái để cho anh em có một cái môi trường nuôi cá thích hợp nhất đó, và con cá của anh em sẽ tốt nhất. Và cái lý do thứ ba để làm cái clip hôm nay đó là Liêm khuyên anh em đừng bao giờ cho ăn một loại thức ăn rất là lâu dài, vì nó sẽ làm cho con cá rất dễ bị nhiễm khuẩn ruột. Thì anh em nên xen lẫn giữa cám và thức ăn tươi sống. Tất nhiên cám anh em cho ăn lâu dài không có hại cá đâu, nhưng mà con cá nó sẽ không phát. Thì anh em nên bổ sung thức ăn tươi sống, nhưng mà tươi sống ăn lâu quá thì cũng không tốt. Nên anh em bổ sung vậy đó, một ngày tốt nhất là cứ sáng tươi sống, chiều cám. Tại vì cái ban đêm á khó tiêu hơn là ban buổi sáng, nên anh em nên cho ăn thức ăn tươi sống vào buổi sáng, và ban đêm anh em cho ăn cám á, chiều á anh em cho ăn cám, rồi cá nó sẽ tiêu hóa tốt hơn, nó đi ngủ thì nó sẽ có sức khỏe tốt hơn. Rồi, xin chào anh em nha, chúc anh em có nhiều bài cá đẹp.